Đây là nơi giữ xe nè các bạn. Chỗ thì rất là khó. Đường rất là đường để dẫn vào cái khu này là chúng ta đi đường quay chung nha các bạn. Này của mình rộng quá chú. Rộng. Quá trời rộng. Lên hai lên dài 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 lên trên đẹp lắm. Quay dài dài lên đẹp lắm. Dạ. Ủa cái này là chỗ mình để xe hết xe. Là toàn bộ luôn ha chú. Dạ. Ủa sao mỗi lần con tưởng đâu 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 làm cái gì vậy? Dạ. Chỗ để xe rất là rộng. Theo lời bác bảo vệ thì ở đây là chỗ để xe rộng và đẹp. Quay cái nha cô. Quay ha cho đẹp lên mạng đặng ơi. Dạ. Cho nó đẹp. Cô quay của Úp YouTube. Ủa cái này là mấy cô làm từ thiện thôi hả cô? Thiện chứ làm mê gì mày. Dạ. Có cô vậy là nếu vậy là mình làm công quả. À công quả một tháng công là quả, cô làm mấy lần ở đây? Làm hoài có làm không có lúc nào nha. Dạ. Yêu cầu ở chùa có thì làm mà. Dạ. Đẹp nha. Quay dạ, đẹp. Mấy cô già xấu rồi thì quay phải quay cho đẹp. Dạ. Dạ. Ủa cô mấy cái coi mỏ kế cái này là sao vậy cô nhỉ?
À dạ. Rồi con cảm ơn cô. À, chúng ta đang đi gặp phía trên phía trước lại nhé. Còn đi quay tiếp này. À, đây là cổng trước đi vào chùa Hồng Quang. Quay cái kiến trúc rất là đẹp. Đây là văn phòng của chùa. À, sau đây chúng ta sẽ đi lên chánh điện. Thank you.
là một buổi giảng dạy. Đây là tự gian chất tiện mà nhìn xuống. Ở dưới là đang là đường Quang Trung. Yeah.
lối vào đi xe. Cho con gái thì cũng ba con xem đó. Bố có cái số thứ 7 hả?